Lê, Lê không nên làm như vậy. Một khi người ta đã muốn thay đổi rồi thì em cũng muốn níu kéo. Thế thôi. Không níu kéo, nhưng Lê ức, tại sao người ta lại đối xử với Lê như vậy? Lê dặn ta để có những ngày tháng rất vui vẻ với nhau. Cảm là sự giả dối hay sao? Sao lại không giải thích cho cả gia đình nữa? Vì sao trước mặt tôi lại không giấu cảm xúc thật của mình? Lại có đồng ý để giúp tôi không? Tôi sẽ giả lời cho con em với một điều Điều kiện gì? điều kiện của tôi là dĩ nhiên thôi. Không thể nào, mình không được suy nghĩ sai lệch như vậy. Có ý tốt thôi, chỉ sẽ là bạn thôi mà. Chiều nay khỏi tới đón em nha. Em tự đi được. Em đi taxi tới trường đó mới luôn. Rồi hai cô cháu tới nhạc viện luôn. Em đó, không lúc nào dành thời gian cho chồng hết, cứ toàn là lo chuyện bao đồng không à, đánh cho một trận cho tỏ tới dạ. Anh á, lúc nào cũng đánh đòn hết. Nên nhớ á, tụi nó không dễ gì chịu khuất phục dễ dàng gì đâu. Em muốn giúp chị Như, để gia đình mình vui hơn. Ok, anh không lúc nào nói chuyện tại cô nhà báo. Anh đi. Đưa bài này vô phòng biên tập cho chị. Dạ. Ủa Thúy, Chị Vi, hôm qua tới giờ em có gặp Diễm không? có chuyện gì vậy chị? Chị không biết là có chuyện gì, chị gọi nhưng mà Diễm tắt máy, chị lo quá. Sao mình không thử gọi điện về nhà Diễm hỏi xem sao hả chị? Diễm sống một mình em à? Diễm không nói với em là Diễm sống ở trại trẻ mồ côi sao? Chị ơi, em sợ quá. Người ta sẽ làm gì mình nữa hả chị? Chị cũng không biết nữa. Có khi nào người ta đem mình đi bán không hả chị? Em cũng biết sợ rồi hả? Thôi được rồi, nín đi. Đừng có làm chị rối. Để chị suy nghĩ coi. Chiều nay á, con học xong rồi đón xe ôm về nhà nghe chưa? Ba má bực diễn tốn mới về nhà được. Gì nữa? Học xong rồi về nhà liền nghe chưa? Má sẽ kiểm tra con bất cứ lúc nào đó. Dạ. Má, má để con làm cho. Lên coi tivi đi, tivi đang có phim Việt Nam hay lắm kìa. Cóc tay tình yêu, phim ngọt ngào lắm, vui lắm má.
Ủa bên này thứ mấy? Chưa tới phiên con mà. Trời má ơi, tính toán chi ba chuyện đó, đâu phải tới phiên mới làm. Ai rảnh thì làm phải không? Ăn ăn chung, xài xài chung. Ê, làm chung. Ăn chung làm chung thì được, xài chung là không có đâu ha. Má hiểu sai ý con rồi. Ý con là... Thôi được rồi, cả nhà không có ai nghĩ xấu cho con hết trơn á. Bây giờ mọi người đang tập trung lo chuyện con Ly kìa. Sao vậy má? Thở hôm nay anh đòi làm ca sĩ quần áo son phấn gì tối ngày à. Trời ơi, rồi anh Quốc chị Như làm sao? Tính gì được đâu tính. Tụi nó lu bu công chuyện tối ngày ở công ty á, có thời gian đâu à. Còn Thúy nó hứa là giúp, mà đâu có biết là nó giúp được ra làm sao. Mà lò ghê. Ôi, còn thấy cô Thúy coi vậy chứ mà tính thờ ơ lắm. Rồi cái giúp gì được không? Vậy mà anh Quốc chị Như hả, cứ đâm đầu vô mà nhờ giả. Thay gì á, cái chuyện đó để cho con. Thôi thôi nha. Cô làm ơn cô để yên giùm tôi một cái. Cô đụng vô chuyện gì cái hư cái chuyện đó, không nên cơm cháo gì hết trơn. Thầy lai không à. Ý má nói là có bất tài vô dụng chứ gì. Mà thương vô Út hơn vô Thứ chứ gì. Không có. Nè, không phải nè. Kim hả? À, em đã đưa giấy mời thầy gửi cho ba mẹ chưa? Dạ, ba mẹ em đi công tác xa, chưa có về. Vậy là khi nào ba mẹ em về? Dạ, khoảng 2 ngày nữa. Thôi được rồi, 2 ngày nữa em cứ gửi giấy mời cho ba mẹ. Thầy muốn gặp ba mẹ em để trao đổi một số vấn đề, chủ yếu là việc học của em. Dạo này thầy thấy sức học của em sa sút quá. Tuấn, ra ngoài thời biểu. Thầy, thầy, thầy có câu trả lời chưa? Thầy, thầy, thầy. Thưa mời phụ huynh hả? Thầy muốn gặp phụ huynh của em. Thôi thầy, thầy. Thầy đừng có giỡn với em nữa mà thầy. Từ trước tới giờ, thầy có bao giờ đùa với em bao giờ đâu. Thầy muốn gặp ba mẹ em để nói rõ thành tích học tập của em. Thầy mong muốn là gia đình sẽ cùng hợp tác với thầy, có những biện pháp giáo dục em tốt hơn. Nhưng mà thầy, ba má em mà biết, cả nhà em cũng biết, ông bà nội em biết, ông bà cố biết. Em sợ nhất là ông cố. Thầy tha cho em lần này đi thầy. Chính em đã yêu cầu thầy phải có câu trả lời với em mà. Thầy, thầy, nếu mà thầy đồng ý thì em với thầy có thể trao đổi thông tin cho nhau. Em thử thí dụ thử con. Thí dụ à, giống như là ông cố em thích cái gì, rồi ông nội của em ấn tượng nhất ở thầy là cái gì. Nhưng mà quan trọng nhất là cô Lê á. Lê có yêu thầy thật lòng không đó mà. Thầy cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Ủa thầy, vậy là sao? Thầy. Ông sao vậy? Còn giận tôi chuyện hôm trước hả? Tôi mua cà phê xin lỗi ông rồi đó. Tôi đang chán lắm. Là chuyện của vợ bắt đắc dĩ hả? Chuyện nhà, càng lúc tôi càng thấy mình xa lạ gia đình quá. Chỉ tội nghiệp má tôi,
Ông biết nghĩ và lo cho má ông là đủ rồi. Quan tâm tới chuyện người khác làm cái gì? Nói như ông sao được? Dù sao thì cũng là người một nhà, tôi không ngó lơ được. Cố lên. Lấy thông tin của cô Lê đi ta. Có thấy cái gì đâu. Đúng là cái miệng hại cái thân. Cô giáo của nói á là con không có năng khiếu lắm, giọng cũng không tốt, lại còn... Nhưng mà con còn có thể học được mà. Với lại mình đóng tiền cho cô giáo dạy chứ bộ. Thì đành là như vậy. Nhưng mà con thử nghĩ đi, nếu như mình không có giọng khác hay á, thì cô cố gắng đến cỡ nào đi nữa làm sao mà khác đi được. Thím, lát nữa con với thím đi shopping nha. Con dự định sẽ mua một bộ đầm á, ngắn qua đầu gối vậy nè, giống mấy cô ca sĩ. Đẹp, đó là đẹp luôn. Mấy cái đó chỉ thích hợp cho ca sĩ mặc biểu diễn thôi. Còn con thì mình chỉ không thích hợp lắm. Không phải, thím không ủng hộ con sao? Sao thím lại phản đối? Tất nhiên á, là thím ủng hộ con rồi. Nhưng mà con cũng phải cho thím góp ý chút chút chứ, đúng không? Đi nè, theo con á, thì như thế nào mới có thể trở thành một ca sĩ thực thụ? Theo con á, thì một ca sĩ thực thụ không cần có giọng hát hay, chỉ cần có ngoại hình đẹp nè, quần áo hợp gu. Và sau khi đã học gu rồi á, thì tài scandal là được rồi. Con thì lại có lợi thế hơn, chỉ có thím chống lưng cho con nè. Sao tự nhiên con lại nói như vậy? Thì thím là nhà báo, chắc chắn thím sẽ lăng xê cho con. Mà một khi đã lăng xê rồi á, thì cho dù hát dở ẹt cỡ nào cũng sẽ trở thành ngôi sao bự thôi. Thích quá. Thôi đi đi. Mở cửa, mở cửa, tôi muốn gặp bà chủ, mở cửa đi. Làm gì âm sầm vậy, muốn chết hả? Tôi muốn gặp bà chủ của anh. Mày gặp làm gì? Tôi muốn gặp bà chủ của anh có chuyện thương lượng. Thôi được rồi, mày đi theo tao. Chị Diễm, mày ở đâu đây? Diễm. Mở cửa. Ngồi đi. Sao? Cô muốn gì? Câu đó tôi hỏi bà mới phải. Tại sao bà lại nhốt hai chị em tôi? Bất cứ ai ở đây gây rối cũng đều bị như vậy hết. Con nhỏ đó cứng đầu,
không chỉ nó là không được. Nhưng nếu tôi thuyết phục nó ra tiếp khách được, thì bà có cho hai chị em tôi tự do hay không? Thật ra thì tôi cũng đang cần tiền. Nó là em nuôi của tôi, nó còn Jin. Nếu được tôi với bà chia đôi, ok? Chắc không? Muốn biết chắc hay không, tự bà đi kiểm tra thì biết. Tuấn, chào thầy. Em có chuyện gì vậy? Bà gọi thầy ra đây gấp gì? Thầy, thầy coi đi. Những cái này là cái gì? Của ai đây? Dạ, cái này của cô Lê. Thầy cứ coi đi, là biết ở trong có cái gì liền ạ. Em đã xin phép cô chưa? Mà đưa cho thầy. Cái này thì em lén lấy, mà thầy cứ coi đi, không sao đâu. Ở trong có đầy đủ thông tin về cô Lê á. Như là em đã giữ lời hứa với thầy. Thầy không ngờ là em dám làm như vậy. Đem về trả cô Lê đi. Thầy chỉ Lê, chỉ là bạn thôi. Ủa? Ơ, thầy, thầy. Mày đi đâu giờ này? Đi đâu kệ tôi. Đi đâu kệ tôi, mất mới định hỏi. Câu này tao hỏi mày mới đúng. Mày dám nói dối với ba mẹ, đi học thêm rồi mày bỏ học đi chơi lang thang gì hả? Ừ đó, làm sao? Ba tôi không nhận anh là con. Nhà tôi không phải là nhà của anh. Anh chỉ là một thằng con quan thôi. Mày, anh dám đánh tôi hả? Má mày đánh hoa mày. Chết nó cho tao. Em đã chuẩn bị xong hết rồi. Anh về thì cả nhà mình có thể đi du lịch được rồi đó. Em có bàn trước với vợ chồng anh Tâm chưa? Bé Kim chắc là nó sắp nghỉ hè rồi hả? Lúc này không biết anh chị làm gì mà bận lắm. Còn bé Kim thì cứ nhốt mình trong phòng hoài. Nhìn con bé có dấu hiệu bị trầm cảm lắm anh à. Vậy vợ chồng anh Tâm có biết không em? Em nghĩ là không. Anh chị ít quan tâm tới con cái lắm. Em thấy lo. Ở cái tuổi bắt đầu trưởng thành, con bé cần được quan tâm nhiều hơn. Vậy mà anh chị cứ... Để chuyện này anh về, anh sẽ nói chuyện với anh chị ấy. Hello, em còn nghe máy không? Bé Kim nó về, lát em gọi lại sau nha. Con đi đâu mới về vậy hả? Con uống rượu nữa hả? Dạ, con đi sinh nhật người bạn. Bạn nào? Bạn trai hay bạn gái? Dạ, là bạn gái. Gần đây Tim thấy con rất là lạ. Cứ hay nhốt mình trong phòng, lấy ít nói ít cười nữa. Con có chuyện gì không vui, con nói cho Tim nghe đi. Tim có thể chia sẻ được với con mà. Dạ, con không có. Con cứ giữ trong lòng hoài, lâu ngày sẽ sinh bệnh, ảnh hưởng tới tâm lý rất là nhiều, con có biết không? Thôi, con lên phòng thay đồ nghỉ ngơi đi. Lần sau không có được uống rượu nữa nha. Con mà còn lần nữa là thím mét với ba má con đó. Dạ, con không dám. Thím đừng nói lại với ba má con nha. Ừ. Thôi, con về phòng đi. Thím ơi. Hả? Thím có thể giúp con một chuyện được không? Ừ. Mở cửa. À! Mà anh sao vậy? Cô làm gì vậy? Rảnh quá.
có trứng gà rồi đây, để em lăn chanh nha. Thôi, tự tôi làm. Tại sao mà anh bị người ta đánh dữ vậy? Ai nói? Tôi đánh người ta thì có. Vậy sao? Tôi một lúc đánh hai thằng to cao lực lưỡng, tôi đánh tụi nó té nhào hết luôn. Chẳng qua là mấy chỗ này là đồ bất ngờ quá, tôi không né được. Má coi như hồi nhỏ con đòi đi học hát không? Lúc đó má sử dụng chiêu gì mà con từ bỏ ý định nhanh quá vậy? Ha, vậy mà con quên. Cảm ơn má nhiều nha. Tại vì con cũng đang gặp một trường hợp tương tự như vậy. Thôi, để khi khác con rảnh con sẽ về kể cho má nghe. Vậy nha má. Có cách rồi anh ơi. Coi bộ em hạ quyết tâm quá. Thì em phải cố gắng giúp con bé chứ. Bây giờ nó có những suy nghĩ rất lệch lạc, không khéo nó đua đòi rồi hư hỏng mất. Anh biết là vậy, nhưng em cũng phải nói cho anh chị hai biết chứ. Nếu lỡ mai mốt xảy ra chuyện, đổ thừa rồi sao? Thì em chỉ là có ý tốt thôi. Nếu như em sử dụng cách này mà không ổn á, thì mới tính tiếp. Vậy nha. Nhưng anh thấy... Thôi, đi ngủ đi, nha. Chiều nay mình đi đâu đây? Lát nữa đi nhậu một chầu chiên cút chiên bơ tới bến luôn, ok? Ok. Ủa, nhưng mà nó thiệt hả? Trời ơi, thằng Tuấn này từ đó giờ không bao giờ biết nó chơi đâu. Nè, tiền đầy túi đây nè. Đó, tao mới xin ba má tao tiền học thêm anh văn. Hôm nay chơi hết bến với anh em luôn. Quá đã. Tụi này thì không sao rồi. Nhưng mà còn ông sao? Bộ ông không sợ dượng rễ của ông à? Ông đó hả? Tụi bay cứ yên tâm, ông đã bị tao nắm cái thớp rồi, không dám đụng tới tao đâu. Đại ca là số 1. Ủa, sao hay vậy? Trời ơi, tụi bay đi với tao ra quán nhậu, rồi tao kể tụi bay nghe. Đi, okay. Đi. Sáng nay em vừa đi họp phụ huynh cho bé Kim. Kết quả học tập gần đây của cô bé rất là tệ anh à. Anh nghĩ em nên nói cho anh chỉ biết, để còn có biện pháp nào tốt giúp cho nó. Em nghĩ là không có nên. Anh cũng biết là tính anh chị hay nóng rồi, lại cứ muốn con của mình hoàn hảo nhất nữa. Chính vì vậy mà gây áp lực rất nhiều cho con bé đó anh à. Tạm thời anh cứ để cho em khuyên nhủ to nhỏ với nó. Để tinh thần nó ổn định lại rồi á, mình báo cho ba mẹ nó biết. Em nói cho khéo đó. Dạ, em biết rồi. Anh yên tâm ha. Tao không bắt máy. Làm ơn bắt máy đi mà. Alo, Vi nghe. Cô Diễm đâu rồi? Làm gì lê qua trong đây? Ra ngoài. Trời ơi, người ta đi chút xíu cũng không cho nữa. Từ nay trở đi em không muốn nhận bất cứ lá thư mời nào của thầy nữa, ok? Em uy hiếp thầy à? Dạ, không có. Em chỉ muốn là thương lượng cho hai bên thuận lợi cùng với nhau. Thì em vẫn giữ được cái vỏ bọc của một học sinh ngoan, còn thầy với cô Tư thì thêm hiểu nhau. Tuấn à, hai cái chuyện này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Em không thể nào mà em... Không có việc gì là không thể đâu thầy. Chỉ sợ là thầy không ok thôi. Thôi, chào thầy em đi. Em... Tuấn...
Alo. Lê hả? Có chuyện gì vậy anh Quyết? Cũng có chút việc, nhưng mà phải gặp Lê thì anh mới nói được. À, mà chuyện liên quan tới ai? Liên quan tới hai đứa mình. Vậy đi, có gì tối gặp nha. Cảm ơn Lê nha. Chào Lê. Dạ, chào anh. Chuyện gì đấy? Mi. Ma. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng. Bốn nè, ông sáng sao, có em không? Năm ông sao sáng, trời kìa sáu ông đi thì thôi à, mà bây về tới nhà, ôm cõi à, ôm trời, nín nghe không? Đi đi chút cũng không được, như tụi bay đó. Thôi bà má ơi, con xuống đi, con bật lớn lên cho bà nghe. Cháu vào nhà mấy ông bà vui cây. Trời ơi, bà má thông cảm giùm cái đi. Nó đang tập làm ca sĩ, nó luyện thanh. Trời đất ơi. Bà má ráng chịu đựng một chút đi. Mai mốt con cháu gái nó làm ca sĩ rồi đó, thì thế nào cũng có cà chua với trứng ăn hà. Ông này, muốn ăn cà chua với trứng thì nói tôi một tiếng, tôi ra chợ tôi mua. Mắc gì phải chờ tới lúc nó làm ca sĩ lận. Không có phải vậy bà ơi. Chờ mai mốt nó làm ca sĩ á, mình được ăn cà chua với trứng khỏi phải đi mua. Ủa là làm sao? Thì mỗi khi nó lên sân khấu nó ca đó, thế nào cũng bị người ta chọi trứng với cà chua tè le tét lét hết, tha hồ hốt về mà chiên ăn. Về chưa? Chút nữa xong rồi về. Về sớm dưỡng thương đi, bị ra như vậy còn ráng làm cái gì nữa. Chiến công của thằng em trời đánh dành cho tôi đó. Thôi tôi về trước nha. Alo. Anh Quân ơi, cứu em với. Hưng. Mình có nên nói thằng Chiến lên không? Chắc chắn cô ấy sẽ giận lắm. Hay là... Anh ấy sẽ nói gì với mình? Có khi nào? Thật sự bình tĩnh. Chuyện bắt đầu từ cái phong bì kỷ niệm của Lê à, em phải cho anh giải thích đã chứ. Thật sự anh không cố tình làm như vậy đâu. Thằng Tuấn hẹn anh ra, nói là có chuyện quan trọng muốn nói với em. Khi anh ra tới thì nói chuyện cùng với chuyện tối nay với anh. Nói tôi đến bao giờ? Anh, tôi không biết anh có ý đồ gì, nhưng anh phải tôn trọng quyền cá nhân của người khác chứ. Lê, thật sự là anh chưa bao giờ bỏ thông tin kỷ niệm của em ra công. Trong đó có gì? Và anh tin rằng anh có thể chinh phục trái tim em bằng cả tấm lòng thành của mình. Lê, anh yêu em. Trời, con à, con bị sao vậy? Sao vậy con? Con có sao không? Không sao đâu má. Chuyện gì dữ vậy con? Cậu làm gì con tôi vậy? Cậu muốn trả thù tôi vì tôi không ưa cậu phải không? Dạ, trời con ơi. Không phải đâu ba. Tôi biết có ngày này mà. Bà sáng con mắt bà ra chưa? Đem cái thứ con quan ở đâu về nuôi, để bây giờ nó trả ơn tôi với bà vậy nè. Cái ông này,
ba đừng có chuyện rồi lôi má ra chút giận được không? Ít ra ba cũng phải hỏi lý do chứ. Tại sao ba lại hồ đồ như vậy hả? Hả? Bữa nay cậu dám nói ông già này là hồ đồ hả? Cút ra khỏi nhà tôi ngay! Tôi không muốn ở nhà này một phút nào nữa đâu. Nhưng tôi nói cho ba biết, thằng con quý tử của ba bỏ học đánh bạc, thiếu nợ gọi tôi đến bảo lãnh đó. Quân, ba có giỏi, ba dạy dỗ nó đi. Hả? Mày... Má, con sẽ ráng dành dụm tiền mua nhà rồi đón má về ở chung. Chứ con không muốn má ở khổ như vậy đâu. Nhưng mà má, con... Thôi, con về nha má. Quân... Hân, thằng đó nó nói có đúng không? Trời ơi là trời, con ơi là con. Đó, ông thấy chưa? Ông cưng chiều nó cho nhiều vô, cho nó theo các bạn xấu nó đàn đúm mới ra lông nổi này nè. Ông thấy chưa? Vậy nó mới sành điệu chứ má. Mày sành mày. Đất mày... ơi ông. Thôi ông à. Hai, ba, sáng mới ban chiều, thay mẹ làm sao buông hiu nó nhớ anh nhiều. Là sao ta? Nói chung là yêu đó, mà đó có phải là yêu không? Mà sao dắt anh lại buồn? Thôi đi. Dạ. Đừng có la nữa, cả nhà thức giấc bây giờ. Ngồi xuống đây, cho thím xin 5 phút thôi. Thôi. Báo cho con một tin mừng. Tin gì vậy ngày thím? Ngày mai con sẽ được gặp ca sĩ Mỹ Hà. Thiệt hả thím? Nè, chỉ cần con gặp chị ấy một lần, thím tin chắc là con không muốn làm ca sĩ nữa đâu. Sao kỳ vậy? Gặp chị ấy là phải có quyết tâm hơn chứ. Chị ấy là thần tượng của con. Thím nghe con hát nữa không? Thôi. Hay rồi, thím biết rồi. Bây giờ thím mời con đi ăn kem nha. Cũng được. Chào cô. Đi đâu vậy? Con đi học thêm. Học ở đâu? Một tuần mấy buổi? Con học ở trường ngoại ngữ á, một tuần 3 buổi. Cô đưa đi. Ê, cô. Ừ? Trời mưa kìa cô. Mưa ở đâu mà mưa? Ý con nói là cô Tư tốt đột xuất quá, bởi vậy ông trời ổng mưa. Con hôm nay mày đặt lý sự với cô hả? Cô đưa mày đi, không có đi một mình. Cô, con xin cô cho con đi một mình đi. Con xin cô á, cô chở mắt công con dầm mưa con bệnh chết á. Ê, Tuấn. Thằng. Alo, chờ họ số mấy này lúc nãy gọi cho tôi à? Tôi không biết. Lúc chiều tôi có cho một cô gái ở phòng karaoke mượn máy. Chắc là cô ấy gọi cho cô đó. Một cô gái? Anh có thể nói rõ hơn được không? Hình như cô ấy tên là Diễm, tiếp viên của quán karaoke guitar. Vậy nha chị. Dạ. Em yêu dấu hỏi sao nó quay lượt bước vội đi. Tình ta vẫn thiết tha bao tháng. Sao em đã bước đi theo. Bóng em giữa con trong chiều. Buông đi, vô em, buông đi em, buông đi. Vui với tụi anh nha. Vô, 1, 2, 3, vô. Đánh xe tao ra. Cái mày làm gì vậy? Nhân viên đâu? Nhân viên đâu? Con nào đâu? Con này này. Đứng đây. Mày phải không? Mày bại đầu phải không? Đi nhanh lên. Đứng lại. Các chị đứng yên. Mời các chị về đồn công an lấy lời khai. Đi. Tất cả đi nhanh lên.
kiếm. Chị, sao khó quá vậy? Mẹ là phải báo cho mọi người biết chứ. Em tự quyết định một mình như vậy rất nguy hiểm lắm không? Em xin lỗi, em biết lỗi rồi. Đi mấy công an đi đồn đi. Thật ra anh đã muốn nói chuyện này với Lê từ lâu lắm rồi. Đâu là khi nào? Từ khi gặp lại Lê đó, anh ra điều kiện là diễn giả như thầy. Còn cái chuyện của thằng Tuấn là ngoài mong muốn của anh thôi. Không biết mình có giỏi quá không ta, nhưng mà chắc quen nhau được lâu lắm rồi. Alo. Alo, Lê hả? Lê cũ chứ? Dạ em. Em chưa. Em đang nghĩ tới anh. Anh cũng vậy. Em nghĩ mình phải cảm ơn anh Tuấn. Không có nó, thật sự em không biết lại cái tình cảm gì. Nhưng anh cũng lo lắm đây. Cái quan trọng bây giờ là chuyện người lớn. Còn chuyện thằng Tuấn, nó hư thôi. Anh cũng bất mình nó ghê. Sao nghiêm trọng vậy anh? Bây giờ nó đi chơi game, đi đánh lộn, rồi còn bày đặt nhõng nhẽo nữa đó em. Em không mộ chị lâu rồi đó. Chị là thần tượng của em á. Cảm ơn em. Cái này chắc là mất tiền lắm phải không chị? Chỉ 100 đô thôi em. Wow. Chắc là con đang nôn nóng, muốn nghe chị Mỹ Hà kể về con đường đi tới thành công của chị đúng không? Hà tới với con đường ca hát rất là tình cờ. Cũng nhờ vào giọng hát của mình mà Hà được một nhạc sĩ chú ý đến. Ông ấy đã nâng đỡ Hà, giúp Hà có được tên tuổi như ngày hôm nay. Chị làm ca sĩ, chị phải ăn mặc đẹp, hợp gu thời trang phải không chị? Tất nhiên rồi, nói đúng hơn là phải sành điệu. Chị thấy em sao? Em ăn mặc vậy, đọc gu thời trang chưa? Em cũng dễ thương lắm, nhưng sành điệu thì chưa. Ý của chị Hà nói là con còn thiếu nhiều thứ lắm. Hai chữ sành điệu chỉ thực sự thích hợp thì con có đầy đủ tiêu chuẩn thôi. Đúng vậy, cháu phải hiểu là một người sành điệu là người phải giỏi trên tất cả các phương diện. Đẹp nè, thời trang nè, còn phải có tài năng vượt trội hơn người nữa. Con nhất định phải vượt lên tất cả, sang bằng tất cả, che đạp tất cả, sẽ trở thành một ngôi sao sáng chói cho mọi người xem. Em dựa vào đâu mà tự tin như vậy? Quái thật. Em đã giải thích với anh nhiều lần rồi, là đợt hàng này nó có trục trặc, chứ từ nào đến giờ em có thất hứa với anh đâu. Trời, tôi đã đưa tiền cọc cho cô rồi, cô phải làm theo đúng hợp đồng chứ. Cô nói gì kỳ vậy? Nhưng mà cái trường hợp này thì... Alo, alo. Không thông cảm chút nào hết. Làm gì có hàng mà giao liền. Ủa, nè em, tiền bên anh Long chuyển qua nè. À, hồi nãy anh có lấy 500 cho thằng Tuấn đóng tiền học á. Ủa, tháng trước em mới đóng tiền học cho nó rồi mà. Đóng gì đóng hoài vậy? Thì anh có biết đâu, nó nói là đóng tiền học thì anh đưa. Nói là đưa vậy hả? Riết anh chiều con quá à nha. Vậy lúc trước em đưa anh có nói không? Kim ơi, Kim à, thím vô được không con? Trời ơi, sao lại vậy được?
Trời ơi, cái này, trời ơi,